Chiều ngày 15 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và triển khai đề án sản xuất hè thu 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng các phòng ngành liên quan, lãnh đạo các xã thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Năm 2023, tình hình thiên tai ảnh hưởng đến địa bàn huyện Vũ Quang không đáng kể. Công tác tổ chức chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thường xuyên được quan tâm, đảm bảo chủ động, hiệu quả. Huyện luôn bám sát tình hình và chỉ đạo quyết liệt, đã tập trung cao cho công tác phòng ngừa ứng phó khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến tình hình mưa bão, cảnh báo kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh và tham mưu cho cấp ủy chính quyền quyết định các biện pháp ứng phó hiệu quả, giảm thiểu được thiệt hại. Năm 2024, Vũ Quang xác định tiếp tục tập trung thực hiện phương châm 4 tại chỗ, kịp thời, linh hoạt, chuẩn bị lực lượng cứu hộ, phải đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ động nhanh, kịp thời ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Tổ chức thành lập đội thuyền cứu hộ ở những vùng dân cư thường xuyên bị ngập lụt do lực lượng xung kích cấp xã làm nòng cốt. Về công tác sản xuất vụ hè thu năm 2023, năng suất các loại cây trồng đạt khá, trong đó cây lúa 365 ha, năng suất trung bình đạt 36,75 tạ trên ha, sản lượng đạt 1.341 tấn, bằng 101% kế hoạch, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp. Với quan điểm sản xuất hè thu năm 2024 là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, linh hoạt trong tổ chức chỉ đạo, huyện Vũ Quang cơ cấu sản xuất lúa trên những vùng chủ động nước tưới, tuân thủ nghiêm lịch thời vụ và sử dụng bộ giống ngắn ngày, né tránh thiên tai, phấn đấu sản xuất an toàn, hiệu quả với một số chỉ tiêu định hướng theo dự thảo đề án. Cụ thể, lúa 394 ha, dự kiến năng suất 35 tạ trên ha, sản lượng 1.373 tấn, ngô 340 ha, trong đó diện tích ngô lấy hạt 239 ha, dự kiến năng suất 35,4 tạ trên 1 ha, sản lượng 845,5 tấn, diện tích ngô sinh khối 101 ha, năng suất dự kiến 218,9 tạ trên ha, sản lượng đạt 2.211,2 tấn đậu xanh 92 ha, năng suất dự kiến 9,96 tạ trên ha, sản lượng 92 tấn, các loại rau màu 45 ha, năng suất dự kiến 51,4 tạ trên ha, sản lượng 231,2 tấn. Phần đầu phát triển chăn nuôi đảm bảo số lượng, chất lượng, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2024. Công tác thú y đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả kịp thời tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nêu lên những khó khăn thách thức về thời tiết thị trường ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp công tác phòng chống dịch công tác tiêm phòng cho gia súc gia cầm Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng tình với dự thảo kế hoạch sản xuất hè thu 2024, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời đề nghị các phòng ban ngành địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện sản xuất hè thu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó để mạnh tuyên truyền và động nhân dân khép kín diện tích, phát huy hiệu quả cánh đồng lớn để sản xuất lúa hữu cơ, chủ động phương án chống hạn, điều tiết nước tưới tiêu hợp lý, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích. Đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tiêm phòng cho đàn vật nuôi cần chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu các phòng ban ngành, các xã thị trấn tập trung ra soát kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên, thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, kịp thời tổ chức lực lượng triển khai công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương án đã lập để sẵn sàng đối phó khi có thiên tai xảy ra, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình hồ đập, công trình thủy lợi, làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đối với sản xuất hè thu, đề nghị các xã thị trấn quan tâm chỉ đạo công tác sản xuất, chỉ đạo nhân dân thu hoạch xong các diện tích lúa xuân theo phương châm, xanh nhà hơn giả đồng, gieo cấy lúa hè thu đúng lịch thời vụ, ưu tiên các loại giống ngắn ngày, chú trọng công tác cung ứng giống đảm bảo chất lượng. Các địa phương tiếp tục thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ theo hướng vườn mẫu, phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng xây dựng sản phẩm ô cốp.